Đây không phải là bánh xèo, đây là bánh tráng nướng. Cái này với là bánh xèo này mấy bà nội. Thấy cái gì vàng vàng cái là gọi là bánh xèo à. Trứng chiên cũng xèo xèo. Thôi bỏ qua bên, mình chỉ cho làm bánh tráng nướng nha. Mua bánh tráng này ở đâu? Ở bên đây chưa có, mình mua ở bên Việt Nam á. Bỏ chảo cho nóng, đập trứng hai lòng bitch ass Jessica vào. Quậy cho ba má nhận không ra luôn. Ai có cô chú bác nào về Việt Nam nhờ mua một sấp hai sấp về ăn chơi. Ông bá thấy rẻ quá mua giùm mình 10 sấp luôn. Ăn hết một nửa sấp là thấy ớn rồi. Ăn hết 10 sấp chắc ói ra máu luôn. Bánh tráng nấu bằng bếp than thì ngon hơn. Không có bếp than thì bỏ lên chảo, ăn cho đỡ nghiện. Thích bỏ gì thì bỏ cái đó vào. Mình bỏ chút xì bém, hành khô và mỡ hành. Mình đã béo rồi mà thích ăn đồ béo, để mập đi thêm chứ bây giờ chưa đủ. Một chút tương ớt Shinsu vào. Nếu bạn xài Sriracha thì là công thức của bạn chứ không phải công thức của tôi. Xin công thức mà thích làm theo ý của mình. Cho hay không thì cũng không sống. Việt Nam mình kỳ này lúc nào cũng menu nè. Mà bỏ vô ăn cũng tạm ổn. Phải đúng bánh tráng với giòn lâu được. Bánh tráng thường không được, bánh tráng đa cũng không sống. Tôi lại mấy bà cố nội cái này với là bánh xèo nè. Còn cái này,